Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Huyền đang ở sân bay. Hôm nay Huyền sẽ bắt đầu đi du lịch Jeju. Vậy thì Huyền đi 3 ngày. Huyền đi 3 ngày. Jeju có những gì đẹp thì Huyền sẽ giới thiệu cho các bạn biết nhé. Hiện tại đang ở các cô giáo viên, tiếp viên hàng không đây kêu rồi. Đang ở Huyền đang ở sân bay. Mặc dù bên này COVID nhưng mà cậu đi cũng rất là đông. Hôm nay là ngày thường thôi nhưng mà cũng rất là đông luôn. Vậy thì bây giờ cùng Huyền đi du lịch ở Jeju nhé. Let's go. Thế bây giờ Huyền vào bên trong rồi. Ngày Huyền bay của hãng Nga Tian Hàng Không. Bây giờ đi cửa số 9. Bây giờ Huyền vé của Huyền là vé điện tử, chỉ cần đưa điện thoại ra chứ không cần phải rút vé nữa. Rồi đã lên máy bay đi cùng một bạn xinh gái, trời ơi xinh quá. Đi lên trên máy bay. Đang ngồi cuối luôn. Trước mắt cái đã đến Jeju rồi các bạn ạ. Hello, mình đã đến Jeju. Hay nho hay nam của Jeju cũng đeo khẩu trang luôn này. Và COVID ngày thường thôi mà, trời ơi mùa này mùa du lịch cái tham mà đông quá trời luôn bạn ạ. Mọi người đông quá, ai cũng đeo khẩu trang đúng không ạ? Giờ thì Huyền sẽ đi ra chỗ để đi xe buýt để đến chỗ mà Huyền đặt xe. Đây là khu lên xe buýt để đến chỗ thuê xe. Giờ sẽ đi lấy xe của Huyền nhé. Huyền lấy xe xong rồi, giờ thì về chỗ khách sạn Huyền ở nhé. Đây là khách sạn nơi Huyền ở tối nay. Khách sạn này rất là cao nhất Jeju luôn, cao đến 3 tầng, 7 tầng và có 2 tòa đôi. Sẽ để tên và địa chỉ ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo nhé. Sảnh của khách sạn thì cũng rất là đẹp. Toàn bộ là màu vàng hết, rất là sang trọng luôn ạ.
Ừ, giờ mình đi vào sảnh của khách sạn. Vào đây nó mát quá. Đây thì rất là rộng. Để xem. À, rộng luôn. Rộng quá rồi không biết đi đến đâu. Quả hoa tươi luôn này. Hoa thật luôn hả? Hoa thật luôn đó. Bây giờ vào đợi lấy phòng. Hoa thật luôn đấy. Đây là một khách sạn 5 sao. Một khách sạn rất là đắt tại Hàn. Tại đảo Jeju đây là đắt nhất tại đảo Jeju và là một và khách sạn cao nhất đảo Jeju luôn. Nay Nguyên chỉ đến, buổi dần đến rồi đi ăn cơm trưa rồi về nhận phòng để nghỉ ngơi hơn. Tối Nguyên có chuẩn bị một sự kiện. Khi làm thủ tục thì chúng ta phải có chứng minh thư nhân dân. Sau đó thì sẽ được nhân viên hướng dẫn và chúng ta sẽ nhận hai chìa khóa điện tử để chúng ta lên trên phòng ạ. Bạn nào nếu mà có thuê xe mà có mang xe đến thì chúng ta nhớ là đăng ký cả số xe nhé. Vì nếu mà đỗ xe ở trong này mà không có đăng ký thì chúng ta sẽ phải trả tiền phí rất là cao. Giờ thì chúng ta lên phòng thôi. Đây là khu mà để cho mọi người ngồi uống cà phê sáng đây. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hôm nay là ngày mở casino ở đây đấy. Ôi nhau gì? Onni. Onni 오늘 여기에서 casino open 날이래. 첫 open이래요. Casino gì hả? Nhưng mà khổ, không có hộ chiếu người nước ngoài đâu vào được đâu. Mình người lúc đây nó có cái khóa điện tử như thế này, nên chỉ cần ấn vào đây thôi, nước xanh nhà chúng ta có thể là mở được không? Ôm đi, à đẩy vào. Wow, oh, wow. Wow, phun tiên sao chẳng nhìn. Wow, Nguyên có tên. Thực ra thì Nguyên hôm nay được một chuyến du lịch do công ty tài trợ. Wow, con cả. Chả tôi, chả thấy cười à? Mọi việc sẽ tốt thôi. Wow, giám đốc của Nguyên đã trực tiếp viết luôn. À, viết luôn này. Phun tiên sao chẳng nhìn. Jeju 여행에 오신 것은 환영합니다. Mình sẽ đọc sau nhé và gửi này lên. Trong này còn có gì? À, để mình thử xem còn có gì ở đây trong này nữa nhé. Oh, chị ạ. Oh, chị ạ. Ôm cái ôm một tí quá. Ui, nó chua nâng cơ. Em thích. Wow. Chị wow, wow, giận quá. Wow, Yuri 사장님. Wow, ngồi đi giận quá trời ơi. Ôi, ngập quá trời. Wow, em thật là mình ngã. Wow, tuyệt vời mời. Tuyệt vời quá. Wow. View tuyệt vời, view tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Ở đây nhìn thấy gần hết cả thành phố luôn. Trời ơi, nhưng mà cái này chị ơi. Phòng tắm. Cái này là không rửa ai mà. Phòng tắm. Ê, sao cái này không mở đâu? Cái này thế. Đây là phòng tắm. Wow, thảm luôn này. Cái này không có muốn. Đúng là khách sạn 5 sao quá. Đi sướng quá chứ.
Ôi, tắm bình thường thì tắm ở đây được. Còn nếu mà muốn ngâm mình thì ở đây. Mày xây. Em hay vào khách sạn đấy để xem nó có cái gì. Khăn tắm ở dưới này rồi này. Wow, đây là áo tắm. Áo mới khăn ấy, khăn to vậy. Bình thường khăn rất là nhỏ thôi mà đây to đấy nhở. Quấn đủ hết cả viên vào đấy. Ủa không có. Mình đến thử xem là bình thường có gì nhở. Có áo choàng. Có áo choàng đâu nhỉ? Thế nhưng có ở đây sao ấy? Trong tủ, trong tủ. Trong một tủ ở đây. Nhí, nhà vệ sinh đây. Đây nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh. Đây. Ồ. Chị có mang vàng, mang bạc gì không em rút? Em cầm cho khỏi phải để trong két này làm gì? Để két này đi. Không, không biết là mình để đây là để luôn đây luôn đó. Mình có áo tắm. Đó, đây bên này có gì ta? Bên này để đồ với cả treo quần áo. Treo quần áo. Ồ, nước này. Ủa, cái này cái gì ta? Cà phê. Pha cà phê. Máy pha cà phê. Ủa, trong này có đủ luôn này. Midi bar. À, cà phê đây. Thì nào có cô máy pha cà phê. Làm cũng đẹp đấy chứ nhờ chị nhờ. Dưới này là tủ lạnh chắc. Tủ lạnh. Ồ, đúng tủ lạnh. Mini bar. Mini bar ở trong này nữa. Có biết, biết chị thích. Đẹp quá trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Uyên. Xin mời các bạn đón xem video tiếp theo của Uyên, xem Uyên sẽ làm gì và chơi gì tại Jeju nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.